khóa 2 của đại học EdX. Tiếp tục với chuỗi series sinh viên EdX Country và lần đầu buổi học thì ngày hôm nay với bộ môn quyền năng tư tưởng thì chúng mình tiếp tục đứng ở đây review lại cho các bạn về những kiến thức rất là hay và bổ ích và giá trị mà chúng mình được học ở trong buổi học hôm nay. Trong những buổi học ngày hôm trước thì chúng mình cũng đã chia sẻ với các bạn về những cái điều gọi là cần thiết để chúng ta có thể sử dụng được quyền năng tư tưởng, cũng như là điều kiện rất đơn giản, điều kiện căn bản nhất để chúng ta có thể có được và sử dụng được quyền năng tư tưởng. Đó là chúng ta có sự nhất tâm và tin tưởng tuyệt đối vào cái mục đích, cái đích đến mà chúng ta mong muốn thực hiện cái công việc này, cũng như là chúng ta phải tin tưởng 100% và dùng một cái tâm thiện của mình, thì khi đó chúng ta mới có thể sử dụng được quyền năng tư tưởng và những cái nguồn lực xung quanh mới hỗ trợ chúng ta. Thế thì tiếp tục với những cái kiến thức rất là bổ ích ở trong môn học này thì ngày hôm nay chúng mình lại tiếp tục có một số những kiến thức mới liên quan đến cái bộ não của con người chúng ta và những kiến thức về bộ não này ảnh hưởng gì đến cái việc chúng ta sử dụng quyền năng tư tưởng. Thì ngay bây giờ chúng ta cùng bắt đầu với kiến thức của ngày hôm nay nhé. Đấy, thì trong buổi học ngày hôm nay chúng mình có thể khám phá ra được cái bộ não của chúng ta thì gồm có ba lớp hay gọi là ba layer, là chúng ta có thể gọi là ba level cũng được. Đấy, thì cái tầng đầu tiên đó là cái phần ngoài nhất của bộ não, đó chính là phần conscious, có nghĩa là cái phần ý thức hay là gọi là tỉnh thức hoặc là hiện ý thức. Có nghĩa là như kiểu là mình đang ở đây, mình hiện ở đây và mình tỉnh 100%. Thì những cái gì diễn ra xung quanh mình mà mình nắm được, ví dụ có ai đi qua này, hay là có ai nói gì, ai làm gì, thì khi mình quan sát được thì mình sẽ biết đó là cái sự vật đó đang xảy ra, có nghĩa là mình đang tiếp thu kiến thức bằng cái sự tỉnh thức của mình. Lớp số 2 đó là lớp tiềm thức, subconscious, okay. Thì nó là cái, nó giống như là cái thói quen của chúng ta, có nghĩa là sâu hơn cái phần tiềm thức. Sâu hơn về phần ý thức. Ý thức là chúng ta có thể thay đổi rất là nhanh chóng, thay đổi bất cứ khi nào. Bởi vì khi chúng ta chỉ tiếp nhận bằng ý thức của chúng ta thôi, chưa kịp đi sâu vào trong bộ não của mình, chưa kịp vào trong được cái tầng ý thức để tạo thói quen, cho nên là những có cái hành động chúng ta đều có thể thay đổi luôn. Thế nhưng khi mà thành thói quen rồi thì như các bạn rất là dễ biết qua thì chúng ta sẽ hành động theo cái thói quen đó, và khi nó hình thành thành thói quen rồi thì khá là khó xử. Đấy, thế nhưng mà đây chưa phải là cái tầng cao nhất, cái tầng sâu nhất, đó là cái tầng vô thức, unconscious level thứ ba. Đấy, và trong cái tầng này thì là mọi cái hành động chúng ta nó trở thành bản năng rồi, có nghĩa là một việc xảy ra như nào đó thì chúng ta sẽ sử dụng bản năng của chúng ta mà không còn được suy nghĩ, lúc ấy là tỉnh thức không có làm việc nữa rồi ấy, thì chúng ta sẽ thành phản xạ, thành bản năng và thực hiện luôn cái hành vi đó. Thế thì mình lấy ví dụ như này, ví dụ như là khi chúng ta quyết định dậy sớm thể dục, cụ thể là chúng ta dậy thì lập tức dậy lúc 5 giờ đi, chúng ta có ý tưởng, có ý định là 5 giờ chúng ta sẽ dậy để chúng ta tập thể dục. Thế nếu mà cái sự việc này nó chỉ xảy ra ở cái phần ý thức thôi, có nghĩa là chúng ta chưa đủ thời gian, chưa đủ thời lượng để đưa nó vào sâu hơn bên trong bộ não của mình, thì cái hành vi chúng ta khi chúng ta nghe tiếng chuông thức nó sẽ là cái hành vi theo cái gọi là tỉnh thức của mình, có nghĩa là nó dễ dàng thay đổi. Đấy, và chúng ta bật dậy thì chúng ta sẽ có một động thái là buồn ngủ tiếp, và hành vi này rất dễ chúng ta có thể click vào nút tắt vào thức và đi ngủ tiếp. Có nghĩa là khi mà cái hành vi chúng ta dừng lại ở một tầng ý thức thì lúc này sẽ có một lực phản lên, gọi là lực phản phục, để chống lại cái hành vi mà chúng ta định đặt vào thức, định lại. Cụ thể ở đây là việc chúng ta tắt vào thức, chúng ta dậy đi chạy. Đấy, có nghĩa là khi chúng ta định thực hiện cái việc gì đó mà có thể do thời lượng chưa đủ, thời gian chưa đủ, hay là cái niềm tin vào cái công việc đó nó chưa đủ, hay là chưa nhất tâm, chưa thực sự mong muốn cái điều đó, thì nó sẽ dừng ở cái tầng level 1, đó là tầng ý thức hay là tầng tỉnh thức thôi, thì cái hành động ta có thể thay đổi luôn. Thế mà
mà khi mà chúng ta đã thực hiện được khoảng một tuần hoặc là hơn một tuần gì đó thì cái hành vi này đi sâu hơn vào level thứ hai, đó chính là level về tiềm thức. Có nghĩa là lúc này cái hành động chúng ta sẽ trở thành thói quen được. Thế thì khi mà chúng ta dậy được 7 ngày rồi, ngày thứ 8 chúng ta nghe thấy tiếng thức, à như một thói quen chúng ta sẽ dậy tâm thức và dậy đi chạy. Đó, có nghĩa là nó vào sâu được hơn và cái này nó trở thành thói quen. Việc dậy sớm lúc này nó trở nên dễ dàng hơn khi chúng ta ở trong những ngày đầu. Đấy, những ngày đầu thì chúng ta có thể thay đổi rất là nhanh. Còn khi mà đến level thứ 2 thì chúng ta sẽ thực hiện cái công việc đó nó giống như thói quen và chúng ta cảm thấy dễ dàng hơn. Đó. Và level cuối cùng khi chúng ta đạt được cái khoảng thời gian khá là dài trên 21 ngày chẳng hạn thì mình nghĩ là phải nhiều hơn, chắc tầm 1-2 tháng gì đó. Đấy, thì khi đó thì là cái hành vi này chúng ta sẽ trở thành bản năng của mình. Có nghĩa là nghe tiếng thức và dậy đi chạy luôn. Hoặc là chúng ta đạt những cái level đó là không cần phải bật thức, cứ đúng không giờ tôi sẽ tự dậy và tôi hoàn thành, tôi thực hiện cái thói quen của tôi, cái hành vi mà tôi cho là tốt cho sức khỏe. Đấy, khi đó nó trở thành bản năng, bao giờ không cần phải suy nghĩ gì cả, cứ đúng giờ là thực hiện, đúng giờ là thực hiện. Đấy, thì đây chính là ba cái level bộ não của chúng ta, đó là tầng ý thức này, tầng tiềm thức và tầng vô thức. Giống như công việc của ta, level đầu là có thể rất là thay đổi, level 2 trở thành thói quen và level 3 trở thành bản năng. Thế có nghĩa là khi chúng ta đưa cái công việc, đưa cái sự quan trọng, đưa cái sự chú tâm, đưa cái sự nhất tâm của ta vào càng sâu bên trong thì cái hành vi của ta càng rõ ràng, càng khó thay đổi. Đó. Thế thì cái vận dụng cái kiến thức về cái não bộ của chúng ta vào trong việc chúng ta sử dụng quyền năng tích cực như thế nào? Thế thì như mình đã chia sẻ đó là khi chúng ta nhất tâm với cái sự dậy sớm của mình thì chúng ta sẽ có đủ nguồn lực để não bộ chúng ta giúp chúng ta thực hiện được cái mong muốn hay là cái mục tiêu dậy sớm tập thể dục. Thì giống như là cái việc chúng ta mà khuấy một cái xô nước hay là một cốc nước chúng ta khoáng nó lên ấy, thì những cái nó ở giữa cái cốc đó hay là giữa cái xô đó nó đạt một cái lúc xoáy hút những nước vào trong. Thì chúng ta cũng vậy, khi chúng ta đủ nhất tâm, khi chúng ta đủ lượng cho một cái công việc, hành vi, một cái mục tiêu của chúng ta đó thì chúng ta sẽ hút được những cái điều xung quanh chúng ta vào. Và đưa sâu vào cái sự tầm vô thức thì nó sẽ hút được những điều xung quanh để hỗ trợ cho cái mục tiêu đó trở thành hiện thực, trở thành sự thực và đạt được cái điều mà chúng ta đạt được mục tiêu của chúng ta. Thì đó là lý do mà mình phân tích về bộ não, về cấu tạo của não, về cái việc chúng ta đưa kiến thức vào trong não bộ của mình để ứng dụng vào trong quyền năng tư tưởng. Quyền năng tư tưởng là một cái điều mà nó có sức mạnh vô cùng là khủng khiếp. Nó giúp chúng ta thực hiện được tất cả những cái điều mà tưởng chừng như không thể, tưởng chừng như là rất là vô lý, nhưng mà sẽ biến những cái điều vô lý đó thành những cái điều rất có lý và rất là phù hợp. Và trong ngày hôm nay thì chúng mình cũng được học thêm một cái, đó là khi chúng ta ngoài cái việc chúng ta nhất tâm ra thì cái thân khẩu ý chúng ta thì cũng phải đồng nhất. Có nghĩa là mọi cái hành vi, mọi cái lời nói, mọi cử chỉ, thân khẩu ý mà là gọi ý nghĩ chúng ta này, miệng chúng ta nói ra này và hành vi chúng ta thực hiện phải đồng nhất, chứ không phải là tôi nghĩ trong đầu tôi sẽ làm, quyết tâm làm cái mục tiêu A này nhưng hành vi của tôi là không đồng nhất với nó, hành vi của tôi thực khác và miệng của tôi nói ra lại là khác, thì khi đó cái sự nhất tâm của chúng ta nó sẽ không đạt được cái cấp cao nhất, thì cái sự đồng nhất của chúng ta sẽ không đạt được. Đó, chính vì vậy cho nên là chúng ta cần phải có một cái sự lắng tâm quan sát ở đây để xem là cái mục tiêu của mình là gì, thì do đó hành vi tiếp theo của mình là gì và những cái lời nói của mình phải như thế nào. Có những người thì chúng ta nghĩ được nhưng không nói được ra bên ngoài, hoặc là nghĩ được nhưng không thực hiện được, hoặc là nói được nhưng không thực hiện được, vân vân. Có nghĩa là thân khẩu ý chúng ta chưa đồng nhất, chưa cùng chung một mục tiêu, chưa cùng hướng một phía, chưa nhất tâm. Đó thì chúng ta phải lần tâm lại quan sát. Thực ra quan sát nó là cánh cửa của tất cả những cái điều mà chúng ta đang mơ thuận. Quan sát thôi thì chưa đủ, chúng ta phải lắng tâm quan sát. Nghĩa là quan sát một cách kỹ lưỡng và quan sát một cách
lắng tâm nhé. Khi tâm chúng ta động thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều thứ, rất nhiều cái tác động lên chúng ta. Khi chúng ta lắng tâm lại, lắng tâm chúng ta đang ở trạng thái tĩnh thì chúng ta sẽ quan sát được sự việc một cách minh triết nhất. Thì đó là lý do vì sao mà lắng tâm quan sát nó sẽ mở cửa cho rất nhiều cơ hội, mở cửa cho tất cả những hành vi, mục tiêu, định đến, tất cả những cái gì chúng ta mình đang hướng dẫn. Đấy, quan sát để chúng ta hiểu bản thân mình, quan sát để chúng ta hiểu những người xung quanh, hiểu tất cả mọi thứ đang vận hành xung quanh chúng ta như thế nào, để chúng ta học thêm kiến thức và đưa kiến thức vào sâu tầng bên trong, đi đến level 1 là sự vô thức, và để tăng thêm sức mạnh cho cái năng lượng, tăng thêm đích của mình, tăng thêm cái sự hậu thuẫn, cái sự hỗ trợ, tăng thêm sức mạnh, đạt được cái mục tiêu của mình đã đề ra. Ok, thì trong video này thì mình đã review lại cho bạn về những kiến thức của chúng mình đã được học trong buổi số 4 của năng lượng. Hy vọng rằng nó sẽ giúp ích được cho một số bạn thì chúng ta áp dụng vào để thực hiện mục tiêu, cái điểm chúng ta đang mong muốn nhưng mà nó khó khăn. Okay. Và video của mình sẽ được dừng tại đây. Cảm ơn tình yêu đến từ video của mình. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.